Xin chào quý anh em nha. Sáng nay mình có hai con máy này muốn giới thiệu tới anh em này. Một con là Ribay Pro anh em, một con Ribay Plus nha. Đầu tiên mình xin phép giới thiệu con Ribay Pro trước nha anh em. Con này thì mình coi cái kính coi. Kính đẹp leng keng nha anh em. Con này, hai con này máy riêng hoàn toàn nha. Kính đẹp, mình coi thử có vết xước nào. Đây có một vết cào lông mèo nhẹ nhẹ nè anh em. Nhìn kỹ mới thấy anh em, soi quá kỹ mới thấy được lông mèo này. Còn tổng thể thì màn kính ok, đẹp. Lưng, cái vỏ thì nó thực sự anh em là tầm 96, 97 thôi nha anh em. Khó tính lắm thì 96, còn 97. Tại vì nó không có phải là trầy nhưng mà nó bị nhâm nhâm do cát bụi. Người ta sẽ ép lưng anh em, này này. Đây có một vết cắn nhẹ này. Quay kỹ cho anh em xem luôn ha. Máy thì nguyên riêng, chưa thay thế, chưa động chạm hết nha anh em. Ribay Pro RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Máy này anh em xài rồi thì biết. Cấu hình rất là mạnh, có một vết cắn là anh em. Do mình không thay vỏ nên là mình để mình bán luôn máy nguyên riêng cho anh em. Cũng có những anh em thích máy riêng, không có thích thay thế nha. Nên là mình sẵn mình để luôn, có con nào thay rồi thì mình nói thay nha. Còn con này thì nguyên riêng. Đó. Mình thử chức năng thử nha anh em. Ok nha. Nói chung là chức năng bao full nha anh em. Quay phim, chụp hình, lên mạng wifi ok nha. Thử cái wifi luôn. Ok nha anh em. Rồi, thử tiếp. Giới thiệu điện thoại cho anh em coi luôn. Đó, Ribay Pro. À. Thử cái vân tay coi. Thử cái máy này nó có vân tay nha anh em. Nên mình sẽ thử cái vân tay. Ok. Không khớp này nè. Ngón mình mới cài nha. Ok nha anh em. Vân tay rất là nhạy nha. Đó, rất là nhạy. Vân tay ok. Wi-Fi. Rồi, mình lấy cấu hình chi tiết luôn cho những cô chú lớn tuổi á. Không rành nha. Như anh em thanh niên mình thì ok. Nhưng mà những cô chú lớn tuổi thì cũng không rành cái con Ribay Pro này thì mình giới thiệu luôn cái cấu hình. Các cô chú thấy rõ và có nhu cầu muốn mua thì đi mua nha cô chú anh chị ha. Thì màn hình anh em 1.5 nha anh em. Chụp hình 13 chấm. RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3600 nha. Có nhiều anh em cô chú hỏi pin bao nhiêu thì nói luôn pin 3600 và 2 sim nano nha. Thì có 4G. Thì máy này cũng đời mới thôi. Thì mua về vẫn xài ok. Ribay Pro nha. Thì con này em để với giá rất là mềm nha. 2.3 triệu. Ship em không bao nha. Em chỉ kèm dán màn hình và cục sạc ring theo máy. Em chỉ kèm sạc ring. Chọn dán màn hình. Không bao ship. Giá 2.3 triệu nha. Đó, nên là vỏ thì đánh giá là tầm 96 thôi nha. Còn kính thì len ke ha. Có một vít lông mèo rất là nhỏ. Bên ngay đây nãy mình đã có quay rồi. Một vít lông mèo rất là nhỏ nhưng mà nhìn về thì bảo đảm là bao không thấy nha. Đó, chỉ có click, nói chung là soi kỹ mới thấy nha anh em. Đó, con Ribay Pro này thì mình nói cấu hình giải thì cho anh em biết ha, ngoại hình luôn. 2.3 triệu nha, em không bao ship được nha. Kèm dán màn hình và cục sạc riêng. Rồi, em xin phép qua con Ribay Plus nha, Ribay cộng.
Con này ngoại hình thì cũng giống như con Ribey Pro. Tùy máy xài lâu quá anh em, nó phải xuống được xuống cái bộ vỏ, không thể đẹp keng như bắp hộp được nha. Có những vết trầy, vết xước thì anh em thông cảm nha. Camera con này thì ok luôn em. Và cấu hình con này thì mình cũng xin phép nói luôn nha, nó RAM 4GB nha. Con Ribey cộng này RAM 4GB, bộ nhớ 32, bộ nhớ ngang nhau nha con Ribey Pro. Nhưng mà cấu hình nó lại mạnh hơn được cái RAM nha anh em. Thì máy này mình thu lại thì còn miếng dán riêng theo máy này anh em, chưa lột nha. Nên cái kính con này là bao len keng nha. Kính con này thì đẹp len keng rồi, không có vết trầy máy. Cũng có một hai vết xước nhỏ anh em, không đáng kể. Thôi dán miếng chống trầy bên ngoài, mình lột ra luôn ha. Đây, còn miếng dán này luôn. Khách đã chưa dán cực lực nhưng mà còn miếng dán chống trầy nhỏ là như bằng chống xước thôi. Đó, thì con máy len keng. Mặt sau đánh giá mình khó tính luôn, 96% cho nó chắc ăn luôn ha. Anh em khỏi len tăng cái vấn đề vỏ đẹp hay là vỏ xấu nha. Mình nói thẳng luôn là vỏ sau là chỉ tầm 96. Mọi chức năng mình bao full cho anh em nha. Máy riêng, nguyên riêng, chưa thay thế đụng chạm gì hết nha anh em. Ribey cộng. Đó, mình thử chức năng chụp hình luôn cho anh em coi luôn ha. Đây anh em. Đó, chụp hình thì bao đẹp ha. Không có một trục trặc gì hết nha. Chức năng chụp hình là còn ok. Mình sẽ quay kỹ tổng thể để anh em dễ hình dung ra con máy nha. Tới nơi khỏi chê này chê nọ nha, cho nó dễ giải quyết vấn đề luôn. Kính thì đẹp, lưng này có những vết xước giống như con Ribey Pro ha. Đánh giá tổng thể 96%. Và mình vô cái cấu thông tin chi tiết luôn cho anh em cô chú coi luôn. Ribey cộng nha. Ribey cộng. Mình có khách một tí á. Bây giờ mình thử tiếp cái vân tay luôn nha, cho anh em coi luôn con này nha. Tay. Để cái máy mà lúc mà gửi tới anh em á thì anh em khỏi phải mấy công thử những cái chứng năng này nữa, nó tốn thời gian cho anh em shipper ha. Mình chỉ thử trước cho anh em luôn. Thì những cái chức năng cần thiết của máy để đưa máy tới là anh em việc bỏ sim vào nghe gọi được là mình thấy là nhanh nhất cho nó ok. Mấy chức năng mình thử trước cho nó nhanh thôi. Đó, anh em nào mà có thực sự quan tâm mà muốn mua con máy này thì xem video này thì mình cũng đã ok nha. Rồi, mình thử luôn nha. Thử con này thôi. Không khớp nha anh em. Rồi, vân tay rất là nhẹ nha cô chú. Cô chú anh chị ha. Rồi ok nha. Nói chung là vân tay, vân chân là đủ hết, đầy đủ chức năng. Rồi mình sẽ lấy, nói chung con máy này là full chức năng nha anh em. Hai con máy đều full riêng chức năng, chưa đụng chạm sửa chữa ha. Mình sẽ lấy cấu hình con Ribey Pro đây cho những anh em chưa biết thì có thể coi cấu hình này và xác định mua thì gọi liền cho mình nha. Hai con này mình đều giá rất là mềm nha. Con Ribey Pro thì 2,3 triệu và cái con máy Ribey Pro đây anh em, cấu hình Ribey cộng nha. Thế Giới Động đã ngừng kinh doanh. Màn hình 5.5 inch AMOLED, RAM 4 nha anh em, bộ nhớ 32 và pin 3000 nha. Pin 3000, hai sim nano có 4G nha. Đó, nó xài hai sim nano và có 4G. Đó, chức năng chi tiết đã mình đã giới thiệu hết nha. Nên anh em khi mua thì không có lăn tăn ha. Đúng y chức năng và cấu hình mình đã nói và cái máy Ribey cộng RAM 4, bộ nhớ 32, máy full ring. Mình sẽ để anh em với giá là rất là hữu nghị nha. 2,6 triệu nha anh em. Mình sẽ để với giá 2,6 triệu nha. Và mình không bao ship được nha. Anh em ship tự chịu tầm 20-30 ngày đó nữa. Mình chỉ kèm dán cộng sạc riêng theo máy. Đó, một con máy riêng. Con máy này 2,6 triệu anh em. Anh em nhanh tay gọi cho mình nha. Còn nếu mà anh em mà gọi hơi lâu thì mình bán rồi thì anh em thông cảm nha. Lâu lâu mới có mấy dòng máy này thì giá mình để anh em bên thôi. Con này 2,3 triệu, con này 2,6 triệu. Mình nói thẳng trên video luôn. Và với phần mô tả mình vẫn có để nha anh em.
Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Những anh em chưa đăng ký kênh nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và bấm nút chuông để biết, bấm cái chuông anh em để biết những video mới nhất từ kênh mình post ra, thì anh em có điều kiện con nào thì mình ủng hộ được con nào thì mình cảm ơn nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.